Như vậy thì hiệp 1 chúng ta đã được bắt đầu. Cũng với 3 điểm, nhưng hiệu số lúc này đang là âm 2. Đánh đâu! Và như vậy thì tỷ số được mở ngay ở những phút đầu tiên. 1-0 dành cho đội tuyển 97. Và đó là Mẫn Junio, một pha đánh đầu chính xác đã loại bỏ hoàn toàn thủ thành Tĩnh Tài Tử để đem về bàn thắng mở tỷ số. 1-0 dành cho trận đấu của chúng ta. Cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ 97 đối mặt. Công vào! Tĩnh Tài Tử. Một pha băng ra kịp thời. Chụp chọn trái bóng. Hai cầu thủ bên phía đội tuyển 97 đã xuất hiện nhưng đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của đội bóng đồng đội 92. Tĩnh Tì Đô! Tĩnh Tì Đô đã bị. Và một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra. Và đó là cầu thủ mới được tung vào sân, Trung Kiên. Vào sân một cái ăn thẻ vàng ngay. Anh em trong sân bảo là bây giờ lại chuyển thành không phải là Đức Lương Nhung Kính nữa rồi. Lương nổ. Bật bóng nguy hiểm. Coi! Như vậy thì đã có tiếng còi của trọng tài. Thủ thành bên phía đồng đội 97 vẫn đang làm sân. Một cơ hội rất lớn để cho 92 ghi bàn. Nhưng vừa rồi Hùng Sữa đã băng ra và đưa ra một pha cản phá khiến cho cầu thủ bên phía đội tuyển 92 đã ngã. Này thì Kiên Tiger cũng đang khá đau sau tiếng va chạm vừa rồi. Thay người bên phía đồng điền 92, Trung Kiên rời sân và đa internet vào sân. Và chúng ta sẽ chờ quyết định cuối cùng của trọng tài. Như vậy là thẻ đỏ được rút ra dành cho thủ thành bên phía đồng đội 97, Hùng Sữa. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được trọng tài rút ra. Lúc này thì cho dù 97 đang có được lợi thế dẫn bàn trước 92. Và chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho chính Ngây Ngô. Trận đấu đang diễn ra một cách rất nhanh. Hiệp Châu. Bật Julio. Bứt tốc. Bật Julio. Không vào. Tình huống thoát đi là rất nhanh của Mẫn Junio. Nhưng đáng tiếc là sau đó cầu thủ này đã đưa ra cú dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài. Đây rồi, lên bóng dành cho 92. Thắng chơi yêu. Cơ đối mặt. Vào!
Một đôi giày cho đồng niên 92. Và đó là số 19 Biển Điện Lạnh. Biển Điện Lạnh đã đem về bàn thắng quân mình tỷ số sau tình huống đệm bóng đệm lòng chính xác. Cũng phải nhắc tới thằng Chiêu Yêu. Vừa rồi thì thằng Chiêu Yêu trong vòng vây của hai cầu thủ đồng niên 97 nhưng vẫn đưa ra một đường truyền tới vị trí của Biển Điện Lạnh. Càng chơi càng thấy hay với cầu thủ áo đỏ. Nhưng đây là hiệp châu, cú sút không vào. Cần phải bình tĩnh hơn và nắn nót hơn nữa. Rõ ràng trước mắt hiệp châu là một khoảng trống rất lớn và khoảng thời gian để cho cầu thủ này. Thằng Chưa Yêu cơ hội để cho cầu thủ 92. Vâng, kêu rất to. Đã có tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã nhắc nhở hiệp châu. Thằng Chưa Yêu thì đang nằm sân. Ở trận đấu trước giữa 2K8 và đội bóng nào nhỉ? Đã có được 3 chiếc thẻ đỏ. Kiên Tiger. Cú sút đang quá nguy hiểm. Vẫn còn đó vị trí của Đức Phạm Mộ Bài. Cầu thủ này thực sự có thể thi đấu được quá nhiều những vị trí. Vâng, đã có một động tác thừa và ngay lập tức là trọng tài Tuấn Hưng đã rút ra một chiếc thẻ vàng. Và người đã bị đầu đó là hiệp châu. Thay người trọng tài. Như vậy là số 31. Vẫn dù điều được chuyển hay, sút ngay, không bao. Một cú ra trận là rất nhanh của hiệp châu. Đáng tiếc là bóng đã đi chạy khung thành. Rất cố gắng tới từ Mẫn Julio. Cơ hội đồng đội đâu? Đây rồi, hiệp châu, hiệp châu. Qua bàn tiếp. Cầu thủ đội tuyển 92 cho rằng họ đã bị phạm lỗi. Nhưng vừa rồi thì hiệp châu đã dứt điểm ngay, không phải là một đường chuyền trả lại dài cho Vẫn Julio. Nếu như đó là tình huống chuyền ngược lại cho Vẫn Julio thì có lẽ bàn thắng đã tới. Đây rồi, và đó là giá trị của Mẫn Julio. Hai một dài cho đội tuyển 97. Quá bất ngờ, một tình huống băng lên và đánh nhau. Đem về bàn thắng thứ hai dài cho cầu thủ đội tuyển 97. Hiệp châu, hiệp châu. Mẫn Julio đã có tình huống phạm lỗi của thằng Chiêu và chiếc thẻ vàng đã được rút ra dài cho thằng Chiêu.